Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 79 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Tần Vũ trong mạch suy nghĩ rối loạn phục hồi tinh thần lại, tay áo bào vung lên, tử kỳ kia đã nằm trong tay. Lá tử kỳ này xem ra là bảo vật xuất chúng của lão nhân. Trên mặt cờ có khắc Ấn Độ, phức tạp khó hiểu, nhìn dường như rất đơn giản mà lại như ẩn chứa hỗn độn khí vô cùng vô tận, cực kỳ huyền diệu. Trong nháy mắt từ trong nó, Tần Vũ liền cảm giác được thấu phát ra một cỗ lực lượng áp chế hình thành từ vật chất hỗn độn. Sau một lúc quan sát mới phát hiện lá tử kỳ này cũng là từ vật chất hỗn độn tích xúc lại mà thành, nhưng trình độ nắm giữ thủ pháp cùng với từng chi tiết lại vượt qua Tần Vũ rất xa. Có thể vận dụng vật chất hỗn độn để luyện hóa linh bảo thuần thục như thế, không khỏi làm Tần Vũ có chút kinh ngạc. Hơn nữa, nguyên liệu sử dụng để chế luyện tử kỳ cũng là những vật liệu kỳ dị quý giá chưa từng thấy qua. Đương nhiên, lực lượng phát ra của tử kỳ này so với hỗn độn kiếm do chính mình rèn luyện cũng mạnh hơn rất nhiều. Một khi đã như vậy, Tần Vũ đơn giản là dùng lục đạo luân hồi hủy diệt linh hồn lạc ấn trên tử kỳ kia, biến thành hỗn độn linh bảo của chính mình. Tình nhi, chúng ta vào trong hang động này xem thử, có lẽ còn có điều kỳ thú bên trong. Tần Vũ cười nói, tiểu nha đầu cũng mắt sáng rỡ lên, ôm hô lỗ, thân hình chợt lóe liền biến vào trong. Chờ đến khi vào được bên trong hang động lại làm cho nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Xem ra đây chính là bách bảo quật của lão nhân kia. Từ cực tinh sứ giả hao công tổn sức ngàn vạn năm đã tích góp từng món bảo vật một, hiện giờ toàn bộ đều cất giữ tại nơi này. Tuy rằng cửa vào không lớn, nhưng bên trong lại là một mảnh thế giới khác, phạm vi đến trăm trượng, cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa bày biện đủ loại linh bảo tiên dược. Nếu lấy cấp độ phẩm chất để nhận định, tuy rằng trong hang động bảo vật toàn bộ đều là hạ phẩm hỗn độn linh bảo, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Tiểu nha đầu hưng phấn phóng vọt vào. Những hỗn độn linh bảo này bài trí hỗn loạn, ảm đạm, không có màu sắc rực rỡ. Hồ lỗ cũng không chút khách khí, như gió cuốn mây tan, nuốt chửng tiên đan linh dược. Các hạ phẩm hỗn độn linh bảo này Tần Vũ dĩ nhiên không để vào trong mắt. Với lĩnh ngộ về vật chất hỗn độn của ông hiện tại, nếu muốn chế tạo ra hạ phẩm hỗn độn linh bảo cũng không phải là việc khó khăn. Thế nhưng tử kỳ trong tay lấy được từ lão nhân cũng là trung phẩm hỗn độn linh bảo, so với cả đống vật này còn chân quý hơn rất nhiều. Lúc này Tần Vũ lâm vào trong trầm tư suy nghĩ. Xem ra phiến tinh vực này chính là ở trong tà thần giới, theo như lời lão nhân kia trước khi chết đã nói ra. Mà tà thần giới ắt phải là một tinh vực càng rộng lớn hơn. Nghĩ đến đây, Tần Vũ không khỏi có chút sợ hãi than thầm. Có năng lực ở trong thế giới hỗn độn mở ra một cái tinh vực thế này đã là cực kỳ khó khăn, mà nếu như mở ra một lĩnh vực mênh mông rộng lớn hơn, vậy cái lực lượng đó đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân kia là từ cực tinh sứ giả, giờ đã giết chết hắn chỉ sợ rằng sẽ khiến cho tà thần giới chú ý. Mà nơi này lại là thế giới hỗn độn, không những Tần Vũ ở nơi này bị hạn chế, cho dù tùy tiện gặp phải một tên cao thủ có thể là vượt qua đẳng cấp thần vương, thêm vào đó dựa vào lĩnh ngộ với vật chất hỗn độn, muốn tiêu diệt chính mình cũng không phải là việc khó. Nghĩ đến đây, Tần Vũ không khỏi cảm khái nói, nơi này quá mức nguy hiểm, mà ta trước mắt lại không có năng lực phá vỡ hỗn độn. Có điều chỗ này ngược lại, để bế quan tu luyện thật là một địa phương tốt. Nếu có thể ở trong này bế quan, hiểu được thời gian hỗn độn kia, hẳn là sẽ tiến bộ rất nhanh. Thôi quên đi, trước tiên phải quay về Hồng Mông vũ trụ mới an toàn. Hiện tại, Tần Vũ dự định mang theo nha đầu trở lại Hồng Mông vũ trụ, sau đó qua một thời gian lại đến nơi này. Nếu tà thần giới không có phát hiện, như vậy ông sẽ có thể ở trong này tiến hành bế quan tu luyện để đột phá cảnh giới cao hơn. Với lại, ở trong hỗn độn giới, cảm ngộ về hỗn độn đương nhiên phải nhanh hơn gấp mấy lần so với Hồng Mông vũ trụ. Tình nhi, dùng đồng hoàn đem bỏ bảo vật này thu hồi đi, chúng ta phải quay về. Tiểu nha đầu vẻ mặt lộ ra dáng không vừa lòng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm, như thế nào nhanh như vậy đã đi ra rồi, ta còn tính chiếm thêm vài cái tinh cầu nữa, chúng nhất định có nhiều bảo vật hơn. Tần Vũ mỉm cười, yên tâm đi, qua vài ngày nữa ta lại mang ngươi đến đây là được rồi, có điều bây giờ chúng ta phải trở về. Nha đầu cũng rất nghe lời Tần Vũ, mặc dù có chút không cam chịu nhưng vẫn gật gật đầu.
sau đó đem bảo vật trong hang động thu gom sạch sẽ, không trừ lại gì. Theo Tần Vũ quay trở về Hồng Mông vũ trụ. Bảo vật chứa trong bách bảo quật này thực chất rất phức tạp, xem ra Tử Cực Tinh sứ giả hiển nhiên đã phí rất nhiều tâm huyết. Tiện tay mà làm, tất cả đều là hạ phẩm hỗn độn linh bảo, phòng ngự cùng tấn công đều có, nhưng phần nhiều là chưa tế luyện xong. Nhưng thủ pháp của nó lại làm cho Tần Vũ nhìn thấy mà thầm than không bằng. Nếu nghiền ngẫm nghiên cứu kỹ càng một thời gian, cô động tế luyện ra trung phẩm hỗn độn linh bảo cũng không phải là không thể. Lần này tiến vào hỗn độn giới, có chút đáng tiếc chính là không có hoàn toàn hiểu được trong hỗn độn giới này rốt cuộc được người ta phát triển thành cái bộ dáng gì. Lúc này tự trong lòng hiểu rõ, nếu chưa biết cặn kẽ các thế lực phân bố tại đây, lần sau quay lại tốt nhất là nên phòng bị cẩn thận. Xé tách hư không, Tần Vũ một lần nữa dùng lục đạo luân hồi về lại Hồng Mông vũ trụ. Thế nhưng hình như tiểu nha đầu cũng chưa muốn trở về từ huyền phủ, trên đường đi tỏ vẻ không được tự nhiên cho lắm. Cha mẹ thân sinh của ngươi thường ngày đều đối xử với ngươi rất nghiêm khắc phải không? Tần Vũ hỏi. Tiểu nha đầu gắng sức gật gật đầu. Bọn họ cứ ép ta tu tu luyện luyện không ngừng, giống như phản đối lại nhất định là bị phá sản công bằng ấy. Ta vì không muốn tranh cãi với bọn họ cho nên thường xuyên bỏ trốn, lão cha ta cũng vì vậy mà bị mẫu thân trách cứ suốt ngày. Tần Vũ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tình nhi sau khi chuyển thế không hề giữ lại cái tính tình thuần khiết như lúc ở thiên thần giới, ngược lại biến đổi thành ngang ngược đanh đá như thế. Nhưng số mệnh của nàng cùng với Tần Vũ vẫn thắt chặt với nhau, đây là chuyện thực tế không cách nào phủ nhận. Nha đầu cúi đầu có chút thương hại nhìn hô lỗ nói, khi trở về nhất định sẽ bị bọn họ của trách, ta hay là đem hô lỗ trả về Miêu Nhi Tinh đi, nếu không bị phạt càng thêm nghiêm trọng. Cái này thực ra không cần, yên tâm đi, có ta ở đây bọn họ tuyệt đối không dám trách cứ ngươi. Tần Vũ ra vẻ thần bí nói, còn nha đầu lại hơi nghi hoặc nhíu nhíu mày. Vì cái gì? Bởi vì ta tự nhiên có biện pháp, ngươi đừng hỏi trước, trở về sẽ biết thôi. Về tới Hồng Mông vũ trụ, hạn chế của tiếp xúc cũng tự nhiên như không, bất cứ pháp tắc nào ở nơi đây Tần Vũ đều nắm trong lòng, tâm cơ vừa động tức thì đã ở trong Tử Huyền phủ. Tiểu nha đầu nhìn thấy bản lĩnh của Tần Vũ cũng không khỏi rất là ngạc nhiên. Khoảng thời gian ngàn năm này xem ra tự hồ cực kỳ lâu dài, nhưng trong mắt Tần Vũ chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt. Tử Huyền phủ trước mắt vẫn như năm nào, không hề có gì thay đổi. Lão cha! Nha đầu nhìn thấy ngoài cửa phủ thân ảnh quen thuộc kia, hưng phấn kêu lên. Tần Tư thân thể giống như bức thạch điêu, nhất thời thoáng rung động, cơ hồ dùng hết sức kêu lên, nha đầu, ngươi rốt cục đã trở lại rồi. Vô luận như thế nào, thân tình giữa cha con thì không cách nào dứt bỏ. Nha đầu tuy rằng miệng lưỡi không chịu thua thiệt, cách xa nhiều ngày như vậy, trong lòng vẫn rất nhớ nhung Tần Tư, ôm hắn vào vòng tay, những giọt lệ trong veo trong mắt không ngừng chảy xuống. Tần Vũ đứng ở cách đó không xa, thấy một màn này, trên mặt cũng hiện lên nụ cười mừng vui, thanh thản. Hôm đó Tần Tư bởi vì tìm không thấy nha đầu lại bị Băng Nghiên trách cứ, cho nên mấy ngày qua từ sáng đến tối luôn chờ mong, hôm nay cuối cùng nha đầu cũng trở về. Lúc này ngoài cửa phủ lại đi ra một bóng người, đúng là Băng Nghiên. Sắc đẹp của nàng không giảm đi chút nào, ngược lại còn xinh đẹp, mang vẻ thành thục hơn vài phần. Chỉ có điều giờ phút này sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Xú nha đầu, ngươi còn biết trở về sao? Băng Nghiên mắt hạnh trợn tròn, nha đầu nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của mẫu thân lập tức lui ra sau lưng Tần Tư. Phu nhân đừng nóng giận, nha đầu này không phải đã về rồi sao? Một nhà đoàn tụ là tốt rồi. Tần Tư vội vàng an ủi Băng Nghiên, thế nhưng cơn phẫn nộ của nàng lại càng tăng thêm. Nha đầu kia cả ngày không biết về nhà, sau này còn không biết sẽ trở thành bộ dáng gì nữa đây. Nếu bây giờ bỏ mặc không răm dạy, như vậy về sau sẽ ra làm sao? Tần Tư, ngươi tránh ra cho ta. Nhìn thấy bộ dáng làm mẹ của Băng Nghiên nghiêm khắc như vậy, Tần Vũ lại không khỏi có chút buồn cười. Xem ra đúng lúc nên giảng hòa, lặng yên không một tiếng động tiêu sái bước tới. Tiểu nha đầu trông thấy Tần Vũ đi tới, đẩy Tần Tư ra hết cả sợ hãi, đứng ở trước mặt Băng Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn nói, mẫu thân, ta giới thiệu với người, đây là bảo tiêu của ta, Tiểu Tần. Lập tức nháy mắt ra dấu cho Tần Vũ. Từ nhi. Tần Vũ mỉm cười đứng ở trước mặt Tần Tư, trong ánh mắt toát ra một cỗ yêu thương hiền hậu của người cha. Còn Tần Tư trong phút chốc ngẩn người kinh ngạc, đột nhiên hoàn hồn, thanh âm vì kích động mà biến thành run run.
Phụ thân, ngài rốt cục đã quay lại. Băng Nghiên nhìn thấy Tần Vũ cũng là cực kỳ kinh ngạc, vội vàng thu hồi dáng vẻ người mẹ nghiêm khắc vào. Phụ thân, ngài đã xuất quan. Tần Vũ khẽ khẽ gật đầu. Xuất quan mấy ngày rồi, mấy ngày nay là ta ép Tình Nhi cùng đi với ta, vậy ngươi cũng đừng nên trách mắng nó. Băng Nghiên vừa nghe, trên khuôn mặt lập tức nổi lên một màu đỏ ửng, vội vội gật đầu. Phụ thân nữa, vậy ngươi không phải chính là gia gia của ta sao? Nha đầu mở to hai mắt, tựa hồ không dám tin tưởng hắn chính là gia gia của mình. Băng Nghiên mắt phượng hiện lên một tia tức giận nói. Xú nha đầu, biết giờ còn không dập đầu nhận tội. Cái này thê thảm rồi, mấy ngày nay kêu là Tiểu Tần, rốt cục mới phát hiện ra là gia gia của chính mình. Lúc này nha đầu sắc mặt đỏ bừng, thật giống như quả táo hồng, trừng to hai mắt nhìn Tần Vũ. Trong ánh mắt vừa kinh sợ, vừa phẫn nộ, ngập ngừng nói. Ngươi gạt ta không cần ngươi quan tâm. Nói xong, lau nước mắt bỏ chạy vào trong phủ, Hồ Lỗ bám sát theo ở phía sau. Nha đầu, ngươi muốn đi đâu? Tần Tư kêu to nhưng không có đi theo, còn Tần Vũ đành chịu không biết làm sao hơn, nhìn bóng lưng của Tần Tình Nhi khẽ thở dài. Tần Vũ trở về đối với Từ Huyền phủ mà nói có thể là việc vui mừng nhất. Tần Tư hưng phấn nói, phụ thân, Tiểu Sương, Thiên Minh cùng Ngộ Không bọn chúng đều đang ở trong phủ chờ ngài, con sẽ lập tức đi gọi Hầu Phí cùng với Hắc Vũ thúc thúc, bọn họ nhất định đều muốn gặp ngài. Băng Nghiên cũng gật gật đầu. Con đây đi nói cho mẫu thân biết, người những năm gần đây đều rất nhớ mong phụ thân. Tần Vũ mỉm cười thầm nghĩ, Lập Nhi 1000 năm không gặp rồi, không biết còn xinh đẹp như xưa không. Kỳ thực Hồng Quân trong mấy ngày gần đây cũng cảm nhận được Tần Vũ sắp trở về, cho nên mới bảo mọi người tạm ngưng việc bế quan tu luyện chờ đón Tần Vũ. Trước mắt Tần Vũ trở lại trong Tử Huyền phủ, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, có điều kích động nhất vẫn là Khương Lập. 1000 năm trôi đi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia tuy rằng không có nếp nhăn nhưng lại thêm vài nét thương tang. Bên trong Tử Huyền phủ hình như đã rất nhiều năm qua cũng không có cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng như thế. Phụ thân, nói như vậy 1000 năm này người đã nắm trong tay thiên cơ, hiện tại đã có thể tự do nắm giữ hỗn độn, trở thành vũ trụ tối cao sao? Hồng Quân đối với việc xuất quan của Tần Vũ hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Tần Vũ ngồi trong đại sảnh nhìn mọi người chung quanh, lắc đầu thở dài. Ngàn năm bế quan khiến ta thông qua lục đạo luân hồi có thể biết được về vật chất hỗn độn, nhưng tuy rằng khai mở hỗn độn nhưng năng lực có hạn, lại càng không thể khống chế loại vật chất huyền bí này. Mấy ngày nay ta đã đi hỗn độn giới mới phát hiện nơi đó sớm đã được cao nhân khai sáng, lúc này mới hiểu được trong đó hóa ra có một cái gọi là thế giới khác. Nghe nói thế, mọi người không khỏi chấn động, mà Hồng Quân lại đối với tốc độ đột phá cảnh giới của Tần Vũ càng cảm thấy khiếp sợ. Lúc trước khi ở tử giới, với tu vi của Hồng Quân có thể nắm trong tay một tí số mệnh của Tần Vũ, cho nên mới trăm phương ngàn kế bức bách ông chuyển thế luân hồi. Nhưng tới hôm nay, mức độ tu vi cao thâm của Tần Vũ đã trở thành không phải hắn có khả năng thấu hiểu được nữa. Cổ Bản nghi hoặc nhìn bàn cổ phiên trong tay nói, Tần tiền bối, ta hiện tại tuy rằng có thể dùng cổ bản phiên phá vỡ hỗn độn, nhưng muốn tiến vào bên trong không gian hỗn độn lại vẫn là ngoài khả năng, vậy nên làm sao bây giờ? Tần Vũ nhìn cổ bàn, Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh, trên mặt mang một tia mỉm cười thần bí, ý vị thâm sâu nói, cái này cần các ngươi tự mình lĩnh ngộ, nếu ta nói ra không chỉ có thể hạn chế thành tựu của các ngươi trong tương lai, hơn nữa đối với ta cũng sẽ rất bất lợi. Muốn tiến vào không gian hỗn độn hoàn toàn là phải căn cứ vào năng lực lĩnh ngộ về vật chất hỗn độn. Một khi hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu được diễn biến phát triển của vũ trụ nguyên thủy là có thể từ trong thế giới hỗn độn này thoải mái đi lại. Hiện giờ Hồng Quân, Cổ Bàn cùng với Huống Thiên Minh đều có một lần thành tựu lĩnh vực không giống nhau, nhưng nếu muốn đột phá thế giới hỗn độn, trừ phi bọn họ đạt tới cảnh giới tầng cao hơn. Khi Tần Vũ nhìn đến Tần Tư hiện giờ cũng không vì tu vi của hắn bị phế hết đi mà cảm thấy thương tâm, ngược lại có một tia vui mừng. Tần Tư có thể từ trong lời nói của ông hiểu ra huyền cơ, dứt khoát đem thiên đạo chi nhận trả lại cho Huống Thiên Minh, vì thế bị phế bỏ một thân tu vi. Đây không chỉ là một loại dũng khí mà còn là một loại tín niệm. Nếu không buông bỏ tất cả những gì hiện có, làm sao sau này có thể đạt tới cảnh giới cao hơn được. Hiện giờ Tần Tư mặc dù thực lực không có tiến triển mau chóng, nhưng nghiên cứu về trận đạo lại nghiễm nhiên đã trở thành cao thủ xuất sắc nhất trên toàn cả Hồng Mông vũ trụ. Thậm chí Hồng Quân muốn luyện chế Hôi Mông Linh Bảo đều phải cần đến Tần Tư thiết lập trận pháp.
Ở trong mắt Tần Vũ, vô luận là tinh thần biến, thiên đế quyết hay hồng quân đạo và bàn cổ phiên trong tay cổ bàn, bất kỳ phương cách tu luyện nào sau những lĩnh ngộ đột phá không ngừng, kết quả đều có thể thành tựu đại đạo. Trận đạo của Tần Tư cũng không ngoại lệ, chỉ cần có thời gian, có lẽ hắn cũng sẽ phá vỡ hỗn độn tới vũ trụ nguyên thủy, tìm ra con đường thuộc về chính hắn. Chẳng qua, làm cho Tần Vũ và Khương Lập cảm thấy vui vẻ nhất chính là Băng Nghiên đã sinh do Tần gia một nữ nhi, đó là Tần Tình Nhi. Nhân quả trong đó Tần Vũ tuy rằng biết được, nhưng cũng không nói với bất cứ ai. Tần Tình Nhi chính là Tình Nhi trong thiên thần giới chuyển thế. Ông cũng cảm thấy ngày sau sẽ cùng tiểu nha đầu này không thể dứt bỏ ràng buộc. Trừ việc đó, hiện giờ La Băng cũng đang mang thai, mặc dù chỉ mới đợi thời gian gần đây, điều này làm cho Tử Huyền Phủ trên dưới lại thêm vài phần mừng rỡ. Đúng lúc mọi người đang cười vui, Hồng Mông, Lâm Mông cùng với Tần Thạch Thiên cũng đã đều tới Tử Huyền Phủ. Tần Vũ trở về, ba trưởng khống giả này dĩ nhiên là người đầu tiên cảm giác được. Đại ca, nhị ca, ngũ đệ, các ngươi đều đến đây rồi. Tần Vũ nhìn thấy đám người Hồng Mông, tức thì từ giữa mọi người bước ra. Hồng Mông nhìn thấy Tần Vũ hiện giờ, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, cười khen ngợi. Tam đệ, không ngờ chỉ mới trôi qua 1000 năm mà thôi, người đã đạt tới loại cảnh giới này, đối với mấy tên chẳng khống giả chúng ta đây mà nói, đúng là xa vời, không thể theo kịp rồi. Ba người này tuy rằng sớm đã là chẳng khống giả, nhưng bọn họ không như Tần Vũ có thể gặp được điều kỳ diệu, chuyển thế luân hồi. Từ khi cảm nhận được thiên đạo, tại đây tuy rằng bọn họ buông bỏ mọi cuộc sống nhàn nhã thường ngày, không màng danh lợi, bắt đầu xốc lòng bế quan tu luyện, nhưng vẫn như trước không có đột phá gì nhiều. Tiếp đó, Tần Vũ đem mọi chuyện xảy ra tại thế giới hỗn độn kể lại từng tận, nhất thời làm cho mấy trưởng khống giả này chấn động, nhất là Hồng Mông. Thế mới biết hóa ra Hồng Mông vũ trụ này cũng chẳng qua là một hạt cát trong vũ trụ nguyên thủy mà thôi. Tần Vũ thần sắc hơi ngưng trọng, trầm giọng nói: Lần này ta phá mở hư không, sau khi tiến nhập thế giới hỗn độn, mặc dù có hơi tùy tiện, chưa chuẩn bị kỹ càng, nhưng không nghĩ tới trong hỗn độn giới lại từ lâu đã có một phương thế lực khác, một thế giới khác. Ở trên Tử Cực Tinh còn giết chết một sứ giả, có điều đáng tiếc là chưa có thăm dò được về tình hình của hỗn độn giới. Cái kia sứ giả kia thực lực như thế nào? Lâm Mông tò mò hỏi. Tên sứ giả đó tuy rằng tu vi không cao, nhưng dựa vào mức độ khống chế vật chất hỗn độn cùng với uy lực của hỗn độn linh bảo, thực lực của hắn cơ hồ có thể nói so với thần vương cũng chẳng phân biệt được cao thấp đâu. Hơn nữa, càng khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là vậy mà lại có người có thể ở trong lĩnh vực hỗn độn khai mở ra một không gian rộng lớn như thế. Chắc hẳn thực lực của người này đã đạt tới cấp độ không thể tưởng tượng được. Tần Thạch Thiên khi nghe được hai chữ thần vương không khỏi hít ngược một ngụm lượng khí, cả kinh nói: Chẳng lẽ tại cái thế giới hỗn độn kia, nhân vật cấp bậc thần vương chỉ hoàn toàn là nhỏ bé không đáng kể sao? Tần Vũ nhíu chặt mày. Tóm lại, vũ trụ nguyên thủy cũng không đơn giản như suy nghĩ của chúng ta. Ở bên trong nó nhất định có tồn tại một không gian thế giới cực lớn đến không thể tưởng tượng được. Ta nhất định phải đi thăm dò cho tỏ tường mới được. Tần Thạch Thiên biến sắc nói: Tam ca, chẳng lẽ huynh còn muốn tiến vào hỗn độn lần nữa sao? Nơi đó thật quá hung hiểm, ta sợ... Tần Vũ vỗ vỗ vai hắn nói: Điều này ta tự biết chừng mực, nếu không xâm nhập vào hỗn độn thì không có biện pháp nào nghiên cứu thăm dò được thiên đạo đến nơi đến chốn. Lâm Mông khẽ khẽ gật đầu. Xem ra thiên đạo kia đúng là tại vũ trụ nguyên thủy, bên trong hỗn độn vô tận, thế nhưng con đường tìm đạo tuyệt không đơn giản. Tam đệ, ngươi hiện nay đã vượt qua trưởng khống giả, quyết định con đường này vẫn là do chính bản thân ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng đâu. Tần Vũ tin tưởng 10 phần nói. Chẳng qua chúng ta lần này đến cũng vì một sự kiện khác. Hồng Mông bỗng nhiên do dự một hồi, sau đó lấy Hồng Mông bảng ra. Khi mở ra lại không ngờ đã không còn tên của Tần Vũ. Điều ấy làm cho Tần Vũ cũng hơi giật mình, kinh ngạc hỏi: Chuyện xảy ra khi nào? Đây là chuyện xảy ra trước khi ngươi xuất quan không lâu. Ta nghĩ hẳn là ngươi đã lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, có thể đã vượt qua khỏi Hồng Mông bảng, thành ra Kim bảng không thể đề cập đến sự tồn tại của ngươi. Hồng Mông trầm giọng nói, mà đây cũng là giải thích duy nhất, nếu không Kim bảng mất đi tên chữ thì Tần Vũ sớm phải biến mất ở Hồng Mông vũ trụ, sao còn gặp được. Ban đêm trong Tử Huyền phủ vắng lặng như tờ, Tần Vũ nhìn Khương Lập đang ngủ say, trong lòng lại vừa vui mừng vừa áy náy.
dù sao trải qua từng ấy năm tới nay cùng với nàng ở chung một chỗ thì ít mà xa cách thì nhiều, thế nhưng tình cảm yêu mến nhau cũng không vì vậy mà xa cách. Tần Vũ khẽ thở dài, qua vài ngày nữa sắp phải đi hỗn độn không gian thì lại phải xa cách Khương Lập, trong lòng nhất định thoáng thấy có lỗi với nàng. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một cỗ khí tức mỏng manh, tuy rằng người nọ cố hết sức che giấu nhưng không thể thoát khỏi cảnh giác của Tần Vũ. Tần Vũ cười khổ một tiếng, ra khỏi phòng trầm giọng nói: "Mau ra đây đi." Bỗng nhiên trong bóng đêm thoáng chớp động, Hồ Lỗ nghe ngoài cái mông mập tròn lắc lư chạy tới, trong miệng còn không ngừng phát ra thanh âm "Hồ Lỗ, Hồ Lỗ". Mà theo phía sau nó, tiểu nha đầu cúi đầu giống như bị oan ức dữ dội, chậm rãi hướng Tần Vũ đi tới. Người như thế nào biết ta ở bên ngoài?" Tiểu nha đầu chu miệng, mặc dù đang tỏ vẻ bị ức hiếp nhưng nhìn qua cực kỳ đáng yêu, trông cứ giống như tình nhi năm nào vậy. Tần Vũ cười nói: "Tiểu Tần ta là vệ sĩ của ngươi, đương nhiên là biết ngươi ở bên ngoài rồi." Nha đầu nghe câu này cả người đều ngây ngẩn, mở thật to cặp mắt đen nhìn chằm chằm Tần Vũ, ngập ngừng nói: "Ra ra, ta biết lỗi rồi, mẫu thân bảo ta mau tới xin lỗi ngài." Tần Vũ trước tiên thoáng ngẩn người, sau đó ha hả cười nói: "Tình nhi, ra ra cũng không có giận ngươi, miễn là ngươi nguyện ý, Tiểu Tần vẫn là Tiểu Tần. Nếu Tiểu Tần không ở bên Tình nhi làm vệ sĩ, ra ra làm sao có thể yên tâm đây?" "Vậy ta đây còn có thể gọi ngươi là Tiểu Tần sao?" Tần Vũ khẽ gật đầu, dùng ánh mắt từ ái nhìn nha đầu, mà nha đầu cũng không có kiêng kỵ gì nhiều đến bối phận của Tần Vũ, vỗ tay cười nói: "Thật tốt quá, vậy ngươi còn có thể mang ta đi từ cực tinh nữa sao? Ta còn muốn đi chiếm vài cái tinh cầu nữa, là một cái vũ trụ của riêng Tần Tình Nhi ta, chỉ có Tiểu Tần cùng Hô Lỗ có thể đi vào được thôi." "Đương nhiên, có điều lần này không thể được, Tiểu Tần ta phải đi tới một nơi có chuyện rất trọng yếu, hơn nữa rất là nguy hiểm, Tình Nhi phải ở lại đây." Nha đầu về mặt không bằng lòng, nóng nảy dậm dậm chân: "Không được, ta phải đi theo Tiểu Tần. Tiểu Tần đi đâu ta phải đi đó, ngươi không thể bỏ mặc ta lại." Tình hình thế này làm cho Tần Vũ cũng không biết làm sao, mà nha đầu đưa ra bộ dáng một đại cô nương ngang ngược thái quá, làm cho người ta vừa tức giận vừa buồn cười. "Tình nhi phải nghe lời, hiểu chưa? Chẳng qua ngươi chỉ cần đáp ứng Tiểu Tần, đợi đến khi nào ngươi đạt tới cảnh giới như nãy nãy ngươi, Tiểu Tần nhất định mang ngươi đi." Cái gọi là nãi nãi cũng chính là sinh mệnh thần vương Khương Lập. Đạt tới cấp bậc thần vương này, tuy rằng đối với tiểu nha đầu có chút hà khắc, nhưng đúng là không thể làm khác được. Nếu không có thực lực cảnh giới thần vương, cho dù là Tần Vũ mang nàng tiến vào thế giới hỗn độn, tình cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm. Bất quá tiểu nha đầu tự hồ cũng không hiểu được hàm nghĩa của hai chữ thần vương này, cau mày cực kỳ nghiêm túc nói: "Được rồi, nói phải giữ lời." Nói xong giơ ngón út ở trước mặt Tần Vũ khoa chân múa tay. Tần Vũ ha hả cười, cũng giơ ngón út cùng nàng nhẹ nhàng ngoéo một cái, xem như đã ước định. Tiểu nha đầu bỗng nhiên nhéo mũi của Tần Vũ, chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng nói: "Có điều sau này ở trước mặt mẫu thân ta vẫn phải gọi ngươi là Gia Gia, lúc không có mặt mẫu thân ta gọi ngươi là Tiểu Tần." Tần Vũ mỉm cười gật gật đầu, mà tiểu nha đầu này cũng rất là thích chí, ôm Hô Lỗ rời đi. Trong thế giới hỗn độn có ngàn vạn ức không gian bị khai tích như hồng mông vũ trụ, mà Tần Vũ cũng chỉ sáng tạo ra một vũ trụ như vậy, càng không đáng để nói. Tần Vũ sở dĩ theo đuổi con đường lớn cũng chính là muốn nắm giữ pháp tắc cùng với mệnh ký gì đó, tất cả đều ẩn chứa bên trong nguyên thủy vũ trụ. Cũng có thể nguyên thủy vũ trụ chính là pháp tắc. Những điều này đều phải tốn nhiều thời gian tìm hiểu, mà Tần Vũ đi tới nơi này hiển nhiên là phải có chuẩn bị. Lần này trở về, Tần Vũ cũng không vội vã tiến vào hỗn độn không gian, mà ở tại Từ Huyền Phủ 10 năm. Dù sao hắn giết chết sứ giả từ cực tinh, nếu như theo lời lão nhân kia nói thì tà thần giới nhất định sẽ biết được. Dù cho hắn bây giờ có lĩnh ngộ lực lượng của lục đạo luân hồi cũng không có khả năng một địch trăm, huống chi trong đó còn có thể có siêu cấp cao thủ đã khai tích hỗn độn. Trong 10 năm này, Tần Vũ cũng không bế quan ngộ đạo mà thành sư phụ chuyên chỉ điểm cho tiểu nha đầu kia. Tư chất của nha đầu cùng với tốc độ tiến bộ cũng phải khiến hắn giật mình. Hơn nữa có hỗn độn linh bảo phụ giúp, sợ rằng mấy trăm năm nữa có thể đạt tới cấp độ thần vương. Nha đầu kia cũng về giấc mộng lớn đó là cùng Tần Vũ tiến vào hỗn độn giới xâm chiếm, nên cũng là thần kỳ khắc khổ. Biểu hiện khác thường như vậy cũng khiến cho Tần Tư và Băng Nghiên có chút cảm giác quá lạ.
Trong thời gian này, Hồng Quân, Huống Thiên Minh cùng với Cổ Bàn đều đang bế quan. Đây cũng là ý của Tần Vũ. Chính xác mà nói thì đó là mệnh lệnh. Cũng giống như năm đó Hồng Quân tống Tần Vũ lên hội vậy. Tương lai của ba người này kỳ ngộ có thể nói là khác thường. Tần Vũ mơ hồ nhìn thấy điều đó trong thiên đạo, một phần mệnh ký của mỗi người. Hơn nữa, khi Hồng Mông biết ở bên ngoài còn có một thế giới hỗn độn, bọn họ cũng rất muốn kiến thức một phen sự ảo diệu của nó, cho nên cần phải rất nhanh có được năng lực nắm giữ hỗn độn khí. Trong ba người, tu vi của Cổ Bàn là cao nhất, đạt tới đỉnh cao của Tử Hồng Quyết. Hơn nữa bản thân còn có Cổ Bàn Phiên, có lẽ người đầu tiên đi tới hỗn độn giới chính là hắn. Huống Thiên Minh và Hồng Quân mặc dù đều có thể đánh vỡ được hỗn độn, nhưng đều không thể từ trong hỗn độn chất mà hình thành năng lực. Cho nên Tần Vũ muốn ba người sớm bế quan lĩnh ngộ để có thể từ trong hỗn độn mà tự do sử dụng năng lực. Quyết sách này chính là Tần Vũ sau khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi mới có một tia cảm giác thiên cơ. Bất quá, ngoại trừ ba người này còn có một người nữa khiến hắn phải chỉ điểm một phen. Kinh thiên 36 côn. Quang mang bên trong tinh thần vũ trụ, Tôn Ngộ Không toàn thân bao bọc bởi một lớp kim quang, nhếch miệng huy động kim côn trong tay, 36 đạo thủy dũng thô tế kim quang phóng lên cao, phảng phất khiến sóng gió hư không bốn phía đều nổi lên. Cách đó không xa, một tiểu bạch viên phát ra một tiếng giống giận, thân hình cũng biến lớn cao lên trăm trượng, lông toàn thân dựng đứng, đôi tay thật lớn không ngừng đập huỳnh huỵch vào ngực, phát ra tiếng kêu trầm muộn. Hai kẻ này đã đấu liên tục không biết đã bao nhiêu năm rồi, không còn khái niệm về thời gian. Tôn Ngộ Không với vô thượng chiến ý càng đánh càng hăng, phảng phất cảm giác không bao giờ mệt mỏi. Mà Bạch Viên chiến đấu nhiều năm như vậy cũng kích phát được tiềm năng của bản thân, đạt với cảnh giới gần với thần vương. 36 côn ảnh hóa thành một đạo kim quang lóe chói cả một góc trời, ầm ầm một tiếng hung hăng đánh lên ngực Bạch Viên. Bạch Viên tê giống một tiếng nhưng không bị đánh bại, sau khi lùi lại mấy bước, uy thế càng mạnh vọt tới trước. Tần Vũ tâm cơ vừa động đã đi tới phiến không gian đang rung chuyển này. Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không tựa hồ đang tập trung vào trận chiến, liên tiếp phát ra tiếng hét điên cuồng. Kinh thiên côn pháp hiển nhiên đã được hắn phát động đến cực hạn, mà Bạch Viên không có chút nào yếu thế, huy động hai bàn tay thật lớn giơ ngang ngực vọt lên. Tần Vũ cười, chậm rãi bước tới, vươn ngón tay một chút, từ giữa không trung hóa xuất một đạo hồ tuyến sáng ngời. Lúc này hư không mới đột nhiên yên ổn hẳn, Tôn Ngộ Không và Bạch Viên cũng không thể bộc phát chiến ý. Tần tiền bối. Tôn Ngộ Không thấy Tần Vũ vội vàng thu lại kim quang, vô thượng chiến ý đã thu lại nhưng vẫn hình thành cảm giác áp bức. Bất quá với tu vi của Tần Vũ tất nhiên sẽ không có cảm giác gì. Cách đó không xa, tiểu Bạch Viên cũng trở lại bản thể như cũ, đứng sau Tần Vũ ngáp ngáp. Tần Vũ mỉm cười nói, Ngộ Không, ngươi ở đây làm gì? Tôn Ngộ Không cười hăng hắc nói, sư phụ không chịu đánh cùng ta, ta cũng chỉ có thể tìm nó mà thôi. Từ sau khi Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý, Hầu Phí đã không còn là đối thủ của tên đồ nhi này nữa. Tôn Ngộ Không cầu chiến như điên, trong lúc vô tình đã phát hiện trên người Bạch Viên có tiềm năng vô cùng lớn. Đấu không bao lâu, tiềm lực vô hạn đó đã kích phát, thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không sử dụng kinh thiên côn pháp cũng phải cố hết sức. Tuy nhiên, Bạch Viên dường như cũng thích đấu cùng Tôn Ngộ Không. Chẳng biết mệt mỏi, hai kẻ cầu chiến điên loạn đánh nhau khắp vũ trụ. Đến đây thì bắt đầu đấu đến quên ngày quên tháng. Tần Vũ nhìn tiểu Bạch Viên một chút, giật mình xông lại gật gật cười nói, nó với ngươi có duyên, tương lai ngươi muốn thành đường lớn nhất định không thể thiếu nó. Tôn Ngộ Không nhíu mày, lời này của tiểu quân cũng đã nói cho ta biết rồi, nhưng ta không thể nhìn ra nó có gì đặc biệt. Tương lai ngươi sẽ hiểu thôi, bất quá lần này ta tới đây là vì chuyện khác. Chuyện gì? Tần Vũ ra vẻ thần bí cười cười, đợi lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Nói xong, Tần Vũ giơ cao cánh tay, hai bàn tay như song đao, hư không bình lặng, theo bàn tay xẹt qua, chợt xuất hiện vết sách, hiện ra một không gian khác, rộng đến cả trăm thước. Tôn Ngộ Không mặc dù có thể nghiền nát hư không, thế nhưng thấy thủ pháp xé hư không này, cũng không khỏi thầm thán phục. Sau đó, trong một thời gian ngắn, cắt liên tiếp 6 lượt nữa, tạo thành 6 không gian bình diện, trông giống như một lao phòng, hình thành một không gian hình bình chướng. Tần tiền bối, ngươi làm gì vậy? Tôn Ngộ Không tại phương viên trăm dặm bên trong không gian này chợt cảm giác được một cỗ áp bách. Tần Vũ lạnh nhạt nói, ta chỉ là thay đổi hình dạng không gian, tạo ra một không gian riêng cho các ngươi mà thôi. Tại sao lại làm vậy? Tần Vũ không lập tức trả lời hắn, trong lúc đó lại mỉm cười.
hỗn độn kiếm đã thu lại trong tay, hỗn độn chất vẫn phập phù bên trong lưỡi kiếm, nhìn thấy ghê rợn không chịu nổi. Ngộ Không, ta biết ngươi đã lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý, nhưng bất quá cũng chỉ là bắt đầu. Nếu ngươi muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, ta có thể giúp ngươi một chút. Nói xong, hỗn độn kiếm chém khắp nơi, từng cái khe không gian xuất hiện trong không gian căn phòng. Có điều khác lạ là trong những cái khe đó không phải là hồng mông vũ trụ mà chính là nguyên thủy vũ trụ. Từng đám hỗn độn chất tiến đến. Bạch Viên thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi, lập tức biến lớn thân thể, dùng nắm đấm không ngừng công kích đám hỗn độn kia. Thế nhưng hỗn độn chất vừa phân tán đã tụ lại, rồi lại hình thành như vật chất cụ thể, không ngừng chiếm lấy không gian trong phòng. Sau một hồi, Bạch Viên đã bị đẩy lùi vào góc phòng. Tôn Ngộ Không cau mày, kim quang toàn thân đại thịnh nói: "Tần tiền bối, đây là vật gì vậy?" Tần Vũ tự hồ cũng không muốn cho hỗn độn chất chiếm hết tất cả không gian, đến một khoảng nào đó thì dừng lại, trầm giọng nói: "Đây là hỗn độn vật chất, ta chỉ đơn giản là chế xuất một hỗn độn không gian mà thôi." Như vậy có tác dụng gì?" Tôn Ngộ Không có chút không hiểu, hắn rõ ràng cảm giác được áp lực từ hỗn độn chất mang lại. "Đây chính là con đường tắt cho ngươi tiếp cận cảnh giới siêu việt. Hiện tại trong không gian này đã bị hỗn độn chất chiếm cứ. Nếu ngươi có thể từ trong này đi ra, cũng là lúc đạt được một cảnh giới khác." Tôn Ngộ Không đối với lời nói của Tần Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đám hỗn độn chất này lại cực kỳ huyền bí, cho dù là công kích mãnh liệt thế nào cũng không thể làm nên chuyện gì. "Ngộ Không, muốn thành tựu cao hơn phải không ngừng tu luyện. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, ngươi nhất định sẽ thành công. Ta tại nơi đó chờ ngươi đến." Tần Vũ đầy ẩn ý nói lời cuối cùng, xoay người rời khỏi hỗn độn không gian do chính mình tạo ra. "Cái gì chờ ta? Ở đâu chờ ta?" Tôn Ngộ Không nhếch miệng kêu, lớn tiếng nói: "Đây là nơi quỷ quái nào? Lão Tôn ta không tin là không thể ra ngoài." Kinh thiên côn pháp, từng đạo quang mang xí liệt trong không gian này không ngừng lóe lên, nhưng hỗn độn vật chất vẫn bất động. Tôn Ngộ Không vặn vẹo tay chân chuẩn bị đợt công kích mới. Trong khi đó, Bạch Viên nhàn nhã ngồi chơi một bên, nhìn qua có vẻ đã bỏ đi ý nghĩ ra ngoài. Trong hư không xuất hiện thân ảnh của Tần Vũ, hắn nhìn lại hỗn độn không gian bên trong hồng mông không gian do bản thân mình tạo ra, đột nhiên nhíu mày nghĩ đến cái gì đó. Đột nhiên thanh âm của hồng mông truyền tới: "Tam đệ." Tâm trạng Tần Vũ trầm xuống, hư không trước mắt hốt nhiên gợn sóng, hồng mông đã đi tới trước mặt hắn, bất quá đây cũng chỉ là phân thân mà thôi. "Tam đệ, bốn người bây giờ đều đã bế quan rồi, đệ làm như vậy liệu có phản lại thiên đạo không?" Tần Vũ mỉm cười nói: "Đại ca không cần lo, đệ làm như vậy cũng là thuận theo thiên đạo. Nếu không phải đệ nắm giữ một chút mệnh ký của bốn người bọn họ, cũng sẽ không như vậy mà bắt bọn họ bế quan." "Nhưng đệ làm như vậy là vì..." "Mệnh ký của bốn người đó cực kỳ vi diệu, thành tựu sau này chúng ta không cách nào đoán ra được, mà đệ nắm được cũng chỉ là một hai phần mà thôi. Làm như vậy cũng là vì con đường tầm đạo sau này để một ngọn đèn mà thôi, có khả năng tiến bao nhiêu xa còn phải xem bọn hắn thế nào." Hồng Mông có chút bất đắc dĩ nở nụ cười: "Có lẽ vậy, tóm lại việc đệ làm nhất định có nguyên do, điều này đã không còn nằm trong dự liệu của chúng ta nữa rồi. Thế nhưng ta nghĩ đệ làm xong việc này nhất định phải đi sao?" Tần Vũ ha ha cười nói: "Đúng vậy, bây giờ đệ nhất định phải tới hỗn độn giới." Hồng Mông thở dài trầm giọng nói: "Tam đệ, đệ đã mở ra hỗn độn vũ trụ, cũng khiến trưởng khống giả chúng ta trong vũ trụ này thấy được một thế giới khác, cũng biết chúng ta sống trong vũ trụ cũng chỉ là một hạt cát mà thôi, không hơn không kém. Thế nhưng trong hỗn độn thế giới sẽ có những kẻ mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lần này đệ đi ngàn vạn lần nên cẩn thận." Tần Vũ biết Hồng Mông đang lo lắng cho mình, cười nói: "Đại ca yên tâm, đệ từ trong lục đạo luân hồi cảm giác được mờ ảo thiên đạo đang được ẩn giấu bên trong nguyên thủy vũ trụ. Trước mắt đệ dựa theo sự vận chuyển của thiên đạo đưa bốn mươi người bọn họ bế quan. Hôm nay cũng là ngày Tần Vũ đi tìm thiên đạo." Hồng Mông nhẹ vỗ bả vai Tần Vũ, trong ánh mắt hiện lên một tia tán dương: "Ta rất hãnh diện khi có một người huynh đệ như đệ, hãy yên tâm đi đi." Nói xong, Hồng Mông dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất trong vô tận hư không. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn lên vũ trụ vô ngàn ánh mắt chợt kiên nghị hẳn, trầm giọng nói: "Rốt cục đã tới rồi." Lập tức vung tay lên cao, hư không phảng phất như biến thành thực chất, bị hắn nắm trong tay,
cả một khoảng vũ trụ hiện lên đợt sóng thật lớn, kéo dài tới một nơi vô tận. Rắc rắc, Tần Vũ đột nhiên phát lực, hư không đã bị hoàn toàn xé rách, vết rách u ám làm cho người nhìn kinh hãi. Bên trong lại hiển hiện hỗn độn vật chất cổ quái, hiển nhiên là cửa vào hỗn độn không gian. Lấy Tần Vũ làm trung tâm, lục đạo luân hồi chợt xuất hiện, thế như trẻ tre theo quyền trưởng của Tần Vũ nhằm vào phía trong không gian hỗn độn. Hỗn độn khí nhất thời hướng vào bên trong, hình thành một thông đạo rộng rãi. Cũng như lần trước, Tần Vũ có cảm giác rất nhanh tiến đến hỗn độn thế giới, đi tới phiến tinh vực đã bị người ta khai tích, mà từ cực tinh phía xa xa đã lóe lên quang hoa sáng ngọc vô cùng lạ. Khi bước vào nơi đó, một cỗ vô cùng áp chế xuất hiện, vô luận là thần thức hay là ý niệm cùng thân thể đều bị pháp tắc của phiến tinh vực này điều khiển. Xem ra muốn tiến hành tu luyện nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc nơi này. Tần Vũ trong lòng suy tư, có thể trong tâm hắn cũng không muốn lĩnh ngộ pháp tắc của phiến tinh vực này, bởi ngoài hỗn độn không gian kia còn có rất nhiều nơi bị khai tích như vậy. Trừ phi trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ, cũng chính là thiên đạo trong đầu Tần Vũ, khi đó có thể nói không còn gì là pháp tắc nữa, không nơi nào có thể ngăn cản Tần Vũ. Có kinh nghiệm từ lần trước, Tần Vũ phá mở tầng bông lung vũ khí bên ngoài từ cực tinh, vì không muốn bại lộ nên che giấu khí tức, thậm chí ngay cả thần thức cũng thu liễm lại, chỉ lưu động ở phạm vi trăm trượng. Bất quá từ cực tinh tựa hồ không có gì thay đổi, núi non trùng điệp nhìn không thấy cuối, bốn phía là vách núi đen rừng rậm âm mưu, ngoại trừ một ít dã thú không có khả năng tấn công ra cũng chẳng có dấu hiệu của sự sống. Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ sứ giả chết đi cũng không đến tai vị tà thần giới kia sao? Hoặc có thể nói sứ giả lão đầu kia căn bản là giả. Trong đầu đầy nghi hoặc khiến Tần Vũ không thể sớm đưa ra kết luận, vẫn như trước bí mật thu liễm khí tức, cẩn thận đi tới phía trước bách bảo quật. Hỗn độn linh bảo của từ cực tinh sứ giả này sớm đã bị Tần Vũ tịch thu không còn, mặc dù phần lớn chưa có chỗ sử dụng, nhưng có thể làm nguyên liệu căn bản để luyện chế linh bảo sau này. Cả động quật trước mắt bên trong trống rỗng, cảnh tượng đại chiến năm đó vẫn như cũ, núi đá bốn phía sụp đổ so với 10 năm trước vẫn vậy, hiển nhiên là chưa từng ai tới. Tần Vũ nhíu mày, phóng thần thức đi xa nhất có thể, được trăm dặm nhưng không có chút tính mạng ba động nào tồn tại. Hiển nhiên là từ cực tinh sứ giả chết đi cũng không có kinh động đến tà thần giới, hoặc có thể nói vị tà thần giới kia căn bản không tồn tại. Điều này sẽ chậm rãi suy nghĩ, bất quá Tần Vũ bây giờ cũng không thèm để ý đến. Tu vi bản thân của hắn tại hỗn độn giới là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không hiểu rõ được hỗn độn vật chất thì bất luận là gặp một cao thủ khai tích hỗn độn hay chỉ là mạnh hơn từ cực tinh sứ giả kia, sợ rằng hắn cũng lâm vào khốn cảnh. Xem ra nơi này không có người đến rồi. Bất quá theo như lời sứ giả thì tà thần giới rốt cục là nơi nào? Ai, sau này tính vậy, bây giờ quan trọng nhất chính là tìm một chỗ để tu luyện. Tần Vũ đã quyết định nhất thời phi thân lên không trung, vận khởi thần thức cảm giác núi non trùng điệp, khu rừng rậm rạp càng nhìn càng vô tận. Trong khi đó núi non vắng vẻ còn có những biển lớn, tuy mạo hiểm nhưng bốc lên khí thể dày đặc. Hảo thâm hải thủy, bất quá như thế lại là một nơi tu luyện lý tưởng. Tần Vũ nhếch miệng cười, chuyển thân một cái, cả người đã chui vào bên trong nước. Thứ Tần Vũ muốn tìm chính là một nơi có nhiều hỗn độn chất, mà tại từ cực tinh này, hỗn độn chất qua ngàn ngàn năm tháng đều tụ lại tại đây, phần lớn đều phân bố tại các chân núi, mà ở dưới nước lại chứa nhiều nhất. Điều này cũng là Tần Vũ sau khi tìm hiểu đặc tính của hỗn độn chất trước kia mới có phán đoán như vậy. Bên trong biển nước là một mảng đen kịt, mặc dù bị pháp tắc áp chế, nhưng Tần Vũ vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được tất cả mọi động tĩnh trong vòng trăm trượng. Đa phần ma thú tựa hồ cảm giác được sự tồn tại của Tần Vũ không ngừng tụ tập tới nơi đây. Ma thú cũng tương tự như hô lỗ, đều là do hỗn độn khí sau khi không gian bị khai tích tu dưỡng mà thành. Trong nguyên thủy vũ trụ không có biện pháp hình thành lên tính mạng, mà điều khiến Tần Vũ ngạc nhiên chính là số ma thú này do hỗn độn khí tu dưỡng còn có thể vận dụng được hỗn độn chất. Phương pháp của chúng cũng là thông qua nắm giữ ngũ hành nguyên lực mà triển khai công kích. Tần Vũ cũng không muốn tại đây khiến biển rộng dậy sóng, lục đạo luân hồi chợt thả ra, sinh tử luân hồi lực lượng cường đại nhất thời tản ra bốn phía, đám ma thú kinh hoàng thoát đi. Biển nước này thật thâm thúy, đã một canh giờ qua đi, đừng nói là tới đáy, ngay cả hỗn độn chất cũng rất ít phát hiện.
Bất quá Tần Vũ tự hồ đối với phán đoán của mình rất tin tưởng. Tăng tốc độ xuống dưới, càng đi sâu xuống áp lực nước càng tăng, ma thú cũng giảm đi rất nhiều, đại bộ phận đều là ma thú có hình thể nhỏ bé. Qua 2 canh giờ, quả nhiên hỗn độn chất nhiều hẳn, đến khi gần đáy biển, cơ hồ toàn bộ đều là hỗn độn vật chất, ảm đạm không ánh sáng, rồi lại thấu phát ra một cỗ khí tức thần bí. Hỗn độn chất nhìn qua đã trải qua ngàn ngàn năm tích lũy mà thành, vô luận là mật độ hay sự tinh khiết đều so với mặt đất nhiều hơn rất nhiều. Tần Vũ đã chạm tới đáy biển, cách đó không xa, tự hồ hình thành một dòng thủy lưu. Hỗn độn chất tại nơi đó bị xoay tròn trông giống như một cơn lốc hỗn độn. Nhìn đoàn hỗn độn vật chất này, Tần Vũ không khỏi ngạc nhiên. Mật độ hỗn độn khí tại đáy biển không ngừng tăng lên, từng đoàn từ màu xám biến thành màu đen, chính là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế hỗn độn linh bảo. Tần Vũ muốn dùng lục đạo luân hồi đánh tan đám hắc hồ, nhưng mật độ hỗn độn chất so với nguyên thủy vũ trụ khó phân giải hơn. Chúng chỉ rung động vài cái khiến hắn rất ngạc nhiên. Tần Vũ nhíu mày trầm tư một lát nói: "Cũng tốt, hỗn độn chất này cũng xem như khó tìm được, ta tiệu ở chỗ này tu luyện vậy." Tần Vũ lập tức tu hồi lục đạo luân hồi, phu phủ chân đám hỗn độn chất dày đặc như mây đen kia, khép hở hai mắt bắt đầu cảm giác sự ảo diệu của hỗn độn vật chất. Lúc trước tại Hồng Mông không gian, Tần Vũ đã dùng 1000 năm thời gian mới có thể phân tách được hỗn độn, tại nguyên thủy vũ trụ tạo ra một thông đạo, nhưng không có chính thức khống chế được hỗn độn vật chất. Hôm nay có cơ hội tốt gặp được hỗn độn chất có mật độ cao thế này, mặc dù đối với lĩnh ngộ của hắn có chút khó khăn, nhưng sau đó nhất định hiểu rõ thêm rất nhiều về hỗn độn chất này. Sau đó Tần Vũ dùng thời gian 100 năm dưới đáy biển tìm hiểu sự ảo diệu của hắc sắc vật chất, từng chút bị hắn khám phá. Cùng lúc đó, tại Hồng Mông vũ trụ, 4 người đang bế luyện kia mệnh ký cũng phát sinh thay đổi. Tu La Vương Huống Thiên Minh với Thiên Đạo Chi Nhận, Cổ Bàn với Bàn Cổ Phiên, Hồng Quân Phách Thể cùng với Vô Thượng Chiến Ý của Tôn Ngộ Không, tất cả đều có phương thức không giống nhau tiến vào hỗn độn thế giới. Song với năng lượng của bọn họ hiện giờ hoàn toàn không thể tạo ra một thông đạo giống như Tần Vũ, càng không thể linh ngộ đặc tính của hỗn độn để khống chế nó. Bất quá thời gian trôi đi, bọn họ càng ngày càng đến gần hỗn độn thế giới hơn. Vô tận nguyên thủy vũ trụ, có thể nói tất cả không gian đều sáng tạo từ một điểm. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong hỗn độn vật chất ẩn chứa tất cả pháp tắc hủy diệt. Điều này cũng giống như lục đạo luân hồi, sinh cuối cùng là tử, tử cuối cùng là sinh, mà tại chỗ sinh tử giao nhau nhất định hình thành hỗn độn thần bí. Nguyên thủy vũ trụ đã tồn tại biết bao nhiêu diễn kỷ, cho tới nay cũng đã xuất hiện một ít tồn tại trí cường. Bản thân bọn họ có thể khai tích hỗn độn, nắm giữ pháp tắc lực lượng của nguyên thủy vũ trụ, giống như trưởng khống giả tồn tại cùng với nguyên thủy vũ trụ. Nháy mắt đã qua 100 năm lặng lẽ trôi qua. Dưới đáy biển cách mặt nước 100 dặm, Tần Vũ như trước ngồi trong đám hỗn độn chất, dòng rêu bám đầy trên người, từng đoàn khí thể gắt gao vần quanh thân thể hắn, không ngừng phân tách thành từng đám nho nhỏ. Tần Vũ sau 100 năm đột nhiên mở hai mắt, lưỡng đạo tinh quang lợi hại từ trong ánh mắt xạ ra, cơ hồ chiếu sáng cả đáy biển đen kịt. Dưới đáy biển, hỗn độn chất với mật độ cao chợt quay cuồng mãnh liệt hẳn lên, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình không ngừng đè ép, phân thành hai luồng hỗn độn vật chất với mật độ đậm đặc đến mức cực hạn, phiêu phủ trên bàn tay phải của Tần Vũ, hình thành một quả cầu đường kính một thước. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, ngón tay có chút rung động, hai luồng hỗn độn chất đột nhiên bị phân hủy. Song bên tay trái đột nhiên hiện ra một viên thủy châu nho nhỏ trong suốt, tay phải lúc này lại hiện lên một hỏa diễm hắc sắc. Đoàn hỏa diễm này trông giống như hỗn độn khí lạnh như nước trong biển, không chỉ không có chút độ ấm nào, ngược lại còn làm cho người ta cảm giác được vài phần âm lãnh. Tần Vũ nhíu mày, nét mặt không có chút tình cảm ba động nào, nhìn không ra hỉ nộ gì. Tức thì hai tay biến ảo, thủy hỏa nguyên tố tụ lại rất nhanh, sinh ra một nguyên tố mới. Trông nét mặt Tần Vũ dưới đáy biển lúc này có cảm giác như có một cỗ lực lượng vô hình rất lớn. Hỗn độn chất giống như sôi trào, chỉ thấy bùn cát dưới đáy biển tách ra, một tòa núi đá màu xám trồi lên hướng trên lên trên mặt nước. Xong không quá bao lâu, núi đá sụp đổ, một hòn đá thật lớn tựa hồ bị Tần Vũ nắm trong tay hóa thành phấn mạt, tiện đà cùng với nước dung hợp dưới lực nước cường đại dưới đáy biển hình thành một dòng suối cát. Núi đã bị nghiền nát, nhất thời bị cuốn vào trong dòng nước, không lâu sau đã biến mất không thấy đâu. Thiên địa lôi phong, thủy hỏa sơn trạch, nguyên lai là như vậy, không có nghĩ tới hỗn độn chất lại huyền ảo như thế, cư nhiên
ẩn chứa bất đại nguyên lực pháp tắc. Vừa rồi Tần Vũ từ trong hỗn độn chất diễn hóa thành thủy, hỏa, sơn, trạch tứ đại nguyên lực, điều này so với hồng bông vũ trụ phức tạp huyền diệu hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả Tần Vũ cũng có chút ngạc nhiên đối với sự tiến bộ của mình. Ngắn ngủi thời gian 100 năm đã lĩnh ngộ tứ đại nguyên tố pháp tắc. Đương nhiên đây đều là do gặp được đám hỗn độn chất có mật độ cao nên mới có tốc độ tiến triển nhanh như vậy. Bất quá Tần Vũ còn có cảm giác đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, con đường phía trước sẽ không đơn giản như vậy. Tần Vũ từ trong suy nghĩ tỉnh lại cũng không có tâm trạng nhập định tiếp. Quang hoa chợt lóe, một lá cờ nhỏ tử sắc xuất hiện trong tay hắn. Trên lá cờ này có khắc chữ đồ đằng phức tạp, nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng lại phảng phất chứa một số lượng vô cùng vô tận hỗn độn khí. Một cỗ áp chế lực lượng nhất thời đập vào mắt, nó đúng là bảo vật của Từ Cực Tinh sứ giả. Ánh mắt Tần Vũ dừng ở thân tử kỳ, trong lòng biết mặc dù đã trừ đi linh hồn lạc ấn của sứ giả nhưng chưa có trải qua tế luyện nên vẫn như trước không thể tùy ý mà khống chế. Với tu vi của Tần Vũ bây giờ có thể từ trong hỗn độn chất diễn hóa ra tứ đại nguyên tố pháp tắc, đối với lĩnh ngộ giải thích hỗn độn vật chất so với trước cũng đều cao hơn rất nhiều. Khi động vào tử kỳ, một sát na đã nhận ra hỗn độn khí tại thân tử kỳ phân bố thành những điểm rất nhỏ mờ ảo nhưng không kém phần hung tợn. Tần Vũ mỉm cười nói, trung phẩm hỗn độn linh bảo này mặc dù đối với vận dụng hỗn độn rất tốt nhưng không có trận pháp gia trì, lại còn không đẹp nữa, đã như vậy để ta cải tạo lại ngươi. Nghĩ là làm, Tần Vũ huy động tử kỳ trong không trung, động tác thư thái như ngao sơn ngoạn thủy, tiêu sái tự nhiên. Song bốn phía hắc sắc vật chất lại phẳng phất như sôi trào hạt lên, quay cuồng mãnh liệt hướng tới nơi này tụ lại. Tần Vũ sắc mặt có chút tái đi, lông mày cũng nhíu lại. Xem ra khống chế đám hỗn độn mật độ cao thế này hiển nhiên không phải dễ dàng, phải cố gắng hết sức. Tử kỳ này lợi dụng đặc tính của hỗn độn chất để áp chế đối phương. Hỗn độn vật chất mật độ càng cao thì phạm vi càng lớn, tích áp chế lại càng mạnh. Mà dưới đáy biển lại có nhiều như vậy, mật độ lớn như thế, Tần Vũ tất nhiên không muốn lãng phí. Mở ra hạn độ lớn nhất của tử kỳ, hắc sắc vật chất nhất thời mãnh liệt tiến đến. Tần Vũ tâm cơ vừa động, kèm theo trên lá cờ đã khắc thêm Kiền Khôn đại trận, như vậy phóng thích lực lượng áp chế càng thêm cường đại. Qua một canh giờ, lá cờ mới đưa hỗn độn chất trong đáy biển toàn bộ hút sạch sẽ, mà lá cờ cũng dường như chưa đạt tới cực hạn. Trước mắt Tần Vũ còn chưa có hạ tinh thần lạc ấn lên lá cờ nên nhất thời cảm giác được lực lượng áp chế cường đại không thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả đan điền cũng bị gắt gao giam cầm. Bất quá là trung phẩm hỗn độn linh bảo có lực lượng như vậy cũng không quá ngạc nhiên. Tần Vũ vội vàng phóng linh hồn lạc ấn lên trên lá cờ, lúc này mới không còn cảm giác áp chế như trước nữa. Nếu ngươi đã bị cải tạo lại một lần nữa, ta gọi ngươi là Tử Vân Kỳ đi, ta muốn xem tinh vực này tới cùng có cái gì tồn tại. Tần Vũ hài lòng nhìn Tử Vân Kỳ lập tức hướng lên trời bay đi. Trăm năm qua Tần Vũ lĩnh ngộ hỗn độn, đồng thời cũng đã quen thuộc với pháp tắc của phiến tinh vực này. Bất quá so với hỗn độn chất thì nó đơn giản hơn rất nhiều, cũng không khiến cho Tần Vũ gặp khó khăn như trước. Không lâu sau Tần Vũ đã ra tới bờ biển, nhưng vẫn không dừng lại mà trực tiếp hướng lên tinh không bay đi, dường như muốn rời khỏi Từ Cực Tinh. Cũng hẳn là đối với lĩnh ngộ hỗn độn chất bây giờ của hắn, muốn diệt trừ một nhân vật như sứ giả Từ Cực Tinh so với lúc trước dễ dàng hơn rất nhiều. Điều cần làm lúc này là tìm được một phiến vũ trụ có người sinh sống để có thể hiểu rõ về nơi này một chút, như vậy cũng tốt hơn. Sau khi rời khỏi Từ Cực Tinh, bốn phía xung quanh lại là vô cùng vô tận hư không. Vô số ánh sáng của những tinh cầu ánh lên, có cái rất gần nhưng lại có cái lại rất xa. Cái gần thì phi hành không đến nửa canh giờ, mà có khi phi hành liên tục cả tháng sợ rằng cũng không thể đến. Thần thức Tần Vũ tất nhiên cũng không có biện pháp tra xét, cho nên chỉ có thể trông vào vận khí. Phiến tinh vực này thật sự to lớn không thể tưởng tượng, không biết cao thủ đã khai tích không gian này đến tận cùng là đã đạt tới cảnh giới gì đây, có lẽ hắn đã lĩnh ngộ được thiên đạo không chừng. Tần Vũ trong lòng đầy suy nghĩ. Sau khi phi hành được 3 giờ, đột nhiên trông thấy một đạo ánh sáng tinh quang từ xa xa chiếu lại. Tần Vũ hơi kinh hãi, từ trong tinh quang cảm giác được một tia tinh thần lực, cẩn thận nhìn lại mới biết, phát hiện xa xa bên trong đám tinh vân tọa lạc một tinh cầu màu lam, ánh lên vô số những điểm sáng. Tinh cầu màu lam bên ngoài cũng bao phủ một tầng mông lung khí thể, nhìn qua so với Từ Cực Tinh còn muốn hùng hậu hơn,
cho nên phải đề phòng hơn nữa. Bất quá, điều khiến cho Tần Vũ chú ý chính là chung quanh tinh cầu có từng đoàn vũ khí cực nhỏ, thoạt nhìn trong tinh cầu này nhất định có người ở. Nhất thời trong lòng Tần Vũ lại nổi lên mâu thuẫn, tinh cầu này có người ở tất nhiên khiến hắn hưng phấn, nhưng nếu để bọn họ phát hiện thân phận ngoại nhân của mình sẽ có thể gặp chuyện không đáng có. Hơn nữa, nơi này có thể tùy ý gặp được cao thủ cấp bậc thần vương. Đối với tu vi hiện giờ Tần Vũ cũng không nắm chắc có thể toàn mạng mà trở ra. Huống chi, trong số đó còn có hỗn độn cao thủ khai tích. Sau một phen chủ trừ, Tần Vũ đã hạ quyết tâm, quyết định tiến vào thăm dò một phen. Nhưng trong lòng đã có chuẩn bị, dùng lực lượng cường thế của lục đạo luân hồi mạnh mẽ phá mở lớp khí thể phòng ngự kia, sau đó rất nhanh ẩn đi khí tức tiến vào. Lực hút tại tinh cầu này hiển nhiên yếu hơn tử cực tinh rất nhiều, hơn nữa còn có nhiều bình nguyên, sơn xuyên hà nhạc mặc dù cũng có, nhưng so với tử cực tinh ít hơn nhiều. Song điều làm Tần Vũ hưng phấn chính là tại ngàn thước từ trên cao đã có thể mơ hồ thấy được hình ảnh của một đại thành thị. Thần thức cẩn thận dò xét một phen mới phát hiện tính mạng ba động dày đặc không dưới trăm vạn. Hỗn độn giới quả nhiên bất phàm, chính là trước tiên ẩn thân cho tốt vậy. Lúc này thần thức đã được Tần Vũ thu lại, âm trầm một hơi, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được không ít khí tức cường đại. Không chỉ bên trong thành, thậm chí tại nơi thâm sơn cùng cốc đều có khí tức mạnh mẽ ẩn giấu. Một lát sau, Tần Vũ tới một thảo nguyên trống trải. Nơi này tính mạng ba động hiển nhiên ít đi rất nhiều. Thảo nguyên này cực lớn, hơn nữa địa hình rất lạ, không thích hợp kiến tạo phòng ốc. Nhìn thoáng qua là một nơi chưa từng được khai phá. Trước mắt đối với tinh cầu xa lạ này vẫn chưa hiểu rõ, nên Tần Vũ cũng không dám vọng động. Trong mơ hồ nhìn lại, tại nơi rất xa thấy một tòa kiến trúc rất lớn, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Kiểu kiến trúc nhìn qua rất lạ, góc cạnh rất rõ ràng, hơn nữa kết cấu không theo một quy luật nào, nhưng lại cực kỳ thuận mắt. Kỳ lạ hơn nữa chính là nguyên liệu xây dựng, dưới ánh mặt trời tòa kiến trúc như ánh lên một loại quang mang hoa mỹ, trông như một kiểu mộng ảo. Xem ra người sống tại phiến tinh cực này trình độ đã vượt xa hồng mông vũ trụ. Tần Vũ trong lòng đang tầm cảm khái, đột nhiên cả người bỗng giật nảy, một khí tức vô cùng cường đại xuất hiện trong cảm giác của thần thức. Cùng lúc đó có hai ba tính mạng ba động mỏng manh hướng về phía Tần Vũ rất nhanh. Trong lòng cả kinh, mặc dù với thực lực bản thân như bây giờ không cần phải quá sợ hãi, nhưng vì không muốn làm cho náo loạn nên cần phải cực lực che giấu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.